Cuộc điều trần về tình trạng tù nhân lương tâm thế giới, trong đó có tù nhân lương tâm Việt Nam, diễn ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm nay, ngày 16 tháng Giêng. Sự kiện được truyền hình trực tuyến do Ủy hội Nhân quyền Tom Lantus tổ chức, quy tụ sự tham dự của các nhân chứng đến từ Trung Quốc, Nga, Bahrain và Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu người Vượt biển BBSOS, vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Mỹ, cho biết về nguyên nhân có cuộc điều trần này. Đây là cái dự án của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos được khởi động từ cách đây hơn một năm. Có cái tên là Bảo vệ Tự do, dự án bảo vệ tự do trên toàn thế giới. Và một trong những cái mục tiêu chính là đòi tự do cho những tù nhân lương tâm. Và chúng tôi có rất nhiều cái may mắn là ngay từ những ngày đầu tiên mà được công bố cái dự án đó thì chúng tôi đã tham gia và đi vận động các dân biểu Hoa Kỳ đứng ra đỡ đầu cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Và cũng vì cái hoạt động chung như vậy mà chúng tôi thấy có cơ hội để đưa mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh là bà Trần Thị Ngọc Minh đến đây ngày hôm nay để mà điều trần trước cái Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos. Và sau cái dự án này, tức là trong một cái tiến trình dự án dài của Tom Lantos, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos đó, thì sau buổi điều trần này thì mình có biết những cái gì sắp xảy ra sắp tới nữa hay không? Sẽ có những cái cuộc vận động thêm nữa ở những cái cấp cao hơn? Dạ thưa vâng, chính bởi vậy mà ngay đầu năm 2014, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos đã có một cuộc điều trần làm nền để mà đẩy một cái nỗ lực dài hạn và rất là rầm rộ trên toàn thế giới để các quốc gia, các cái lực lượng yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền tập hợp lại với nhau để cùng nhau thúc đẩy đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm nói chung ở trên thế giới. Còn riêng về phần chúng tôi thì tập trung vào tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Và chúng tôi đã có một cái chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Thì đây sẽ là cái bàn đạp để đẩy mạnh hơn và đi xa hơn trong thời gian tới đây. Vấn đề tù nhân lương tâm đặc biệt được quan tâm trước thềm các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ hàng năm. Thì không biết là trong năm nay thì mình có kỳ vọng là cái vấn đề tù nhân lương tâm nó lại được nổi bật lên, hoặc là có những cái nhân vật nào mà mình kỳ vọng là sẽ được phóng thích sớm? Dạ vâng, cái vấn đề tù nhân lương tâm năm nay nó đặc biệt là thế này. Thứ nhất đó là chỉ còn vài tuần nữa thôi thì Việt Nam sẽ phải qua cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là UPR, vâng. Và thứ hai đó là hiện nay Việt Nam đang thương thảo cái thương ước mậu dịch hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Thành ra vấn đề của cô Đỗ Thị Minh Hạnh chẳng hạn là một nhà tranh đấu đi tổ chức các công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động, mà vấn đề quyền lao động là một trong những cái đề tài nổi bật ở trong cái cuộc thương thảo giữa hai quốc gia. Và chưa kể là tháng 4 năm nay sẽ là cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ở tại Hòa Thịnh Đốn. Nó có ba cái thời điểm rất cần thiết để mà chúng ta phải khởi động cái công cuộc đòi hỏi tự do vô điều kiện và tức khắc cho tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Trong phần điều trần mở đầu, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo USCIRF, tiến sĩ Robert George, tố cáo chính phủ Việt Nam vẫn tiến hành các hoạt động vi phạm nhân quyền của người dân, bao gồm giới hạn chặt chẽ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tùy tiện bắt giam ngược đãi những nhà hoạt động chính trị hay tôn giáo, những người bất đồng chính kiến, cũng như không cho họ có được những phiên tòa công bằng. Tiến sĩ George kêu gọi mọi người hãy vận dụng quyền tự do mình đang được hưởng một cách hữu ích, lên tiếng cho những người bị tước đoạt tự do tại các nước độc tài, trong đó có Việt Nam. Ông cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ không nhượng bộ nhân quyền cho lợi ích kinh tế. Hearings like the one convened today by Congressman Frank Wolf and Congressman James McGovern will do much good in. Các cuộc điều trần như dân biểu Frank Wolf, Chris Smith và James McGovern mở ra hôm nay sẽ giúp nâng cao nhận thức của công chúng về tình trạng của tù nhân lương tâm từ Việt Nam cho tới Iran, từ Pakistan tới Nga. Chúng tôi hy vọng những điều chúng tôi trình bày hôm nay sẽ đánh động lương tâm của mọi người về số phận của các nạn nhân này. Nhân chứng Việt Nam duy nhất ra điều trần tại buổi này là bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, người đang thọ án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh nhằm chống chính quyền vì các hoạt động bảo vệ quyền lợi cho nông dân mất đất và công nhân bị bóc lột sức lao động ở Việt Nam. Tôi rất xúc động và rất cảm ơn tất cả các cái tổ chức, các cái cơ quan truyền thông, nhất là tổ chức Tom Lantos đã cho tôi đến đây để điều trần, nói về tình trạng tra tấn đánh đập con tôi trong nhà tù và nói về cái khổ cực gian khổ của những người tù lương tâm tại Việt Nam. Tôi rất là vinh dự và tôi cũng rất là xúc động và tôi cảm ơn tất cả. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn thôi. Và kỳ vọng cái hiệu ứng của cuộc điều trần ngày hôm nay như thế nào, cái hiệu quả? Vâng. Tôi tin rằng sau cuộc điều trần này sẽ có những cải thiện về nhân quyền tại Việt Nam.
những tù nhân lương tâm sẽ được trả tự do. Tất cả những tù nhân lương tâm đều phải được trả tự do. Đó là niềm mong muốn của tôi và kỳ vọng của tôi trong cái lượt điều trần này. Thưa quý vị, bao năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lừa dối cả thế giới, lừa dối Liên Hiệp Quốc và cả chính phủ Mỹ về vấn đề công nhân và lao động tại nước chúng tôi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là do Đảng Cộng sản thành lập. Tất cả các cấp lãnh đạo đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Trong số những người tham dự cuộc điều trần ngày hôm nay có hai bạn trẻ đến từ Việt Nam, họ là những blogger từ Việt Nam đến tham dự cuộc điều trần về tình trạng tù nhân lương tâm thế giới, trong đó có tù nhân lương tâm Việt Nam. Trà My hân hạnh được gặp blogger Nguyễn Anh Tuấn và blogger Phạm Đoan Trang. Thì xin anh Tuấn cho biết là vì sao, cơ duyên nào anh Tuấn có mặt tại đây, tại Quốc hội Mỹ nhân cái cuộc điều trần ngày hôm nay? Thưa chị, là việc tham gia cái buổi điều trần ngày hôm nay nó nằm trong cái chương trình, một chương trình lớn. Bắt đầu là từ những cái cuộc gặp các cái sứ quán Việt Nam, các cái sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, và sau đó thì các cái nhóm hội trong nước đã cùng hợp tác với Voice tổ chức một cái chuyến đi cho những cái nhà hoạt động trong nước cũng như là thân nhân nhân lương tâm. Chuyến đi bắt đầu từ Mỹ đến gặp Quốc hội, các cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, và sau đó thì gặp các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền. Tiếp theo thì sẽ sang châu Âu, gặp Liên minh châu Âu, và một cái sự kiện chính nằm trong đó đó là cái buổi điều trần UPSA ở Geneva. Thì đó là cái cơ duyên cho cái việc tham gia điều trần ngày hôm nay. Như vậy là đây là chặng dừng trong một cái chuỗi chuyến đi vận động quốc tế sang Mỹ và Thụy Sĩ của nhóm các nhà hoạt động trẻ trong nước. Thế cảm nghĩ của chị Trang như thế nào khi tham dự buổi điều trần ngày hôm nay? Đây có thể nói là một cái sự kiện không thấy hoặc là hiếm thấy ở Việt Nam, phải không ạ? Cảm nghĩ của chị như thế nào là một người từ Việt Nam tham gia buổi điều trần về tù nhân lương tâm Việt Nam tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ? Chị có cảm nghĩ như thế nào? Dạ, với tư cách là một người dân thường của Việt Nam, một công dân Việt Nam, thì cái ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến Quốc hội Mỹ là Quốc hội Mỹ không có bông hoa nào cả. Cái đó rất là khác với Quốc hội Việt Nam. Các bạn cũng biết là ở Quốc hội Việt Nam thì có rất nhiều hoa mỗi lần gặp gỡ đại hội, và chúng tôi không biết, chúng tôi các nhà báo thì không bao giờ biết được là tổng số tiền mà nhà nước phải chi cho những cái bó hoa này, những cái lẵng hoa là bao nhiêu tiền, hàng triệu đồng. Còn ở đây không thấy bông hoa nào cả, có vẻ như họ quan tâm đến thực chất của công việc nhiều hơn. Cái thứ hai là tôi khá là cảm động khi thấy quốc hội của một cái nước, phải nói là nước xa lạ hoàn toàn đến Việt Nam, cách Việt Nam nửa vòng trái đất, mà lại quan tâm nhiều đến tình hình nhân quyền của những người dân ở các nước như là Bahrain, như là Việt Nam, như là Azerbaijan, v.v. Tôi thấy khá là cảm động. Và cái điểm, một điểm nữa tôi nghĩ là tôi rất mong muốn người dân Việt Nam ai cũng có thể có một cái cơ hội nào đấy để được chứng kiến cái cách vận hành, cái hoạt động của một cái quốc hội dân chủ nó như thế nào. Cảm ơn chị Trang rất nhiều và cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm. Hẹn gặp lại anh chị trong một buổi nói chuyện gần đây ở đài VOA về chuyến đi vận động của hai anh chị. Sau cuộc điều trần này, trưa nay cũng tại trụ sở Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra một buổi họp báo công bố phát động chiến dịch chống tra tấn tại Việt Nam do dân biểu Frank Wolf và dân biểu Chris Smith đồng tài trợ. Một bản báo cáo dày 140 trang về thực trạng nhân quyền Việt Nam được nghiên cứu trong vòng 2 năm nay cũng sẽ được công bố làm căn bản cho chiến dịch vận động chống tra tấn tại Việt Nam.